Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021. Video clip này tuy về drama nhưng mà chúng ta thử tám chuyện một chút thôi, không có ý gì cả. Và trong mỗi câu chuyện ấy, thì chúng ta sẽ học hỏi được gì ở trong đó. Trong clip này thì chúng ta học hỏi một chút về luật. Bởi vì có rất nhiều bạn comment và nhắn tin với tôi hỏi rằng là về cái kết luận, như là về cái kết luận giám định mà phục hồi, gọi là phục hồi điều tra xác minh, mà chị Phương Hằng cùng với rất nhiều fan của chị đã coi như đó là một cái đòn kết liễu ông Võ Hoàng Yên. Thì điều này có đúng hay không đúng thì chúng ta thử cùng xem xét một chút. Báo Thanh Niên thì cũng đã lên bài rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem rằng là cái việc mà xác minh là xác minh cái gì và báo Thanh Niên lên là lên như thế nào, thì chúng ta cũng thử coi qua một chút nha, để chúng ta học hỏi và xem rằng là cái điều 470 bộ luật dân sự là như thế nào. Trên báo Thanh Niên ngày hôm qua thì có đưa một cái nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng, cái vụ mà bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên, thì kết luận giám định chữ ký chữ viết thì nguyên văn thế này: cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận giám định về chữ ký chữ viết trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thì kết luận giám định vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản. Các bác để ý cái chỗ này nhá. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh gửi thông báo kết luận giám định cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Yên và bà Phạm Tuyết Trinh. Và đây là bản kết luận giám định ngày 22 tháng 7 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh với các tài liệu do ông Võ Hoàng Yên giao nộp tại cơ quan điều tra công an thành phố trong vụ việc nói trên. Thì chúng ta nên nhớ rằng là đây là các tài liệu mà ông Võ Hoàng Yên giao nộp, chứ không phải là chị Phương Hằng giao nộp nha. Đó, thì đây là một cái mà chúng ta phải để ý. Kết luận giám định này với các tài liệu do ông Võ Hoàng Yên giao nộp, chứ không phải chị Phương Hằng giao nộp. Và theo đó thì ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được bản kết luận giám định kết luận là chữ ký chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản trên chủ tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên ngày 17 tháng 1 năm 2020 so với chữ ký chữ viết của bà Hằng là do cùng một người viết ra. Đó. Chữ ký thì chữ viết thì có nội dung: tôi đã đọc bản trích lục ngân hàng này, số tiền tôi tặng cho ông Võ Hoàng Yên làm từ thiện. So với chữ viết của bà Nguyễn Phương Hằng trên thì là do một người viết ra. Và chữ ký chữ viết họ tên Phạm Tuyết Trinh trên tờ giấy có nội dung chữ bắt đầu bằng các từ như là ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 2020 v.v. và kết thúc bằng các từ là chuyển cho cô Hằng tất cả các số tiền nhận được nêu trên v.v. Người nhận thay là Phạm Tuyết Trinh. So với chữ ký chữ viết của bà Trinh là do cùng một người viết ra. Và theo Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 thì đang điều tra xác minh tố giác về tội phạm của bà Hằng tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Đến ngày 18 tháng 7 thì cơ quan quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra xác minh về nguồn tin tội phạm nhưng chưa có kết quả giám định. Đến nay thì do có kết quả giám định nên ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Và theo nội dung đơn tố cáo thì thông qua báo chí bà Nguyễn Phương Hằng biết ông Yên có hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh tại Bình Dương thì bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, có hỗ trợ cho ông Yên các hoạt động từ thiện như là xây chùa, ủng hộ bão lũ nhiều tỷ đồng. Và theo bà Hằng, trong các hoạt động đó, bà phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm của bà để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố cáo. Đấy là cái mà chúng ta có thể là nhìn nhận được qua một bài báo Thanh Niên, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đây là các tài liệu chứng cứ do ông Yên nộp, chứ không phải bà Hằng. Xét về tâm lý con người thì chúng ta tưởng tượng thế này. Ông Yên á, là người á, mà bị tố cáo, còn bà Hằng thì là người tố cáo. Người tố cáo thì nộp những chứng cứ mà có lợi cho mình. Còn người tố cáo thì đương nhiên rằng là sẽ nộp những cái chứng cứ mà có lợi cho người tố cáo. Thì đấy là cái mà chúng ta phải hiểu nguyên tắc. Vậy thì cái tài liệu này
có phải là có lợi cho ông Võ Hoàng Yên hay không mà ông nộp, thì chúng ta cũng phải xem qua rằng là cái bản mà xác minh như là như thế nào. Thì tôi xin mời các bác hãy xem qua một tẹo. Đây là bản thông báo kết luận giám định vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, thì căn cứ vào khoản 2 điều 214 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì căn cứ bản kết luận giám định là số 4236 kết luận này vào 2 tháng 7 đấy, thì chữ ký chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản đề tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên này, số này đuôi 6868, so với chữ ký viết với bà Hằng là do cùng một người ký, có nghĩa rằng là xác định kết luận luôn rằng là chị Nguyễn Phương Hằng đã ký ở trên cái bản sao kê này. Và chữ viết thì có nội dung là tôi đã đọc bản trích lục ngân hàng này là hợp lý, có nghĩa rằng là đúng cái số tiền, và số tiền trên là tôi tặng cho ông Võ Hoàng Yên làm từ thiện, so với chữ viết của bà Nguyễn Phương Hằng đó, là các bác có thể thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã ký cái này ra, chị Nguyễn Phương Hằng đã ký này ra. Và cái chữ viết chữ ký họ tên là Phạm Thị Tuyết Trinh trên tờ giấy thì có nội dung chữ viết bắt đầu bằng hôm nay 14 tháng 4 2020 và kết thúc bằng các từ để chuyển cho cô Hằng tất cả các số tiền nhận được nêu trên đó, để chuyển cho cô Hằng tất cả những số tiền nhận được nêu trên, thì người nhận thay là Phạm Thị Tuyết Trinh đó. Và so với chữ ký chữ viết bà Phạm Tuyết Trinh do cùng một người ký và viết ra, thì chúng ta phải hiểu rõ cái bản này thì chúng ta thấy được rằng là có cái gì ở đây hay không. Tôi là một người có kiến thức trình độ nó cũng chỉ ở mức độ lèo phèo lởm khởm, nhưng mà tôi cũng có thể hiểu thế này. Còn các bác nào có thể hiểu khác thì các bác có thể thấy rằng là đây là cái bản mà thể hiện rằng là ông Võ Hoàng Yên đã gửi tặng trả lại toàn bộ, nghĩ rằng là cái số tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng tặng cho ông Võ Hoàng Yên nha các bác, tặng cho ông Võ Hoàng Yên. Vậy thì đã trả mà bà Trinh bà nhận thay, tôi chỉ hiểu thế thôi, thông qua những cái bài báo và bài viết này tôi chỉ hiểu thế thôi, và bà Phạm Tuyết Trinh bà nhận thay và sẽ chuyển cho cô Hằng được toàn bộ số trên. Và đặc biệt rằng là bà Hằng cũng xác nhận cái điều này, đúng không ạ? Bà Hằng, chị Hằng cũng xác nhận cái điều này, nghĩa là cái chữ ký này đã được xác nhận rồi và cái bản sao kê này là hợp lý đó, và cái số tiền này là cái số tiền xác định là chị Hằng đã tặng cho ông Võ Hoàng Yên về đó. Vậy thì cái tội lợi dụng, và chúng ta quay trở lại nhé, và cái tội này mà chị Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên, tôi xin báo cáo với các bác đó, là hành vi là lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì nó có xảy ra hay không đó, hành vi này là có xảy ra hay không thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, đúng không đó, hành vi đấy là có làm tín nhiệm xảy ra hay không thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, bởi vì đây là chứng cứ có lợi, chứ không phải rằng là như nhiều người hay nhiều luật sư dở người cô Quỳnh gì kia cái thứ gì đấy, một số người bảo rằng là Võ Hoàng Yên đã chết rồi vân 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 và mây mây, chúng ta tưởng tượng cái điều đó. Và một chút nữa thì tôi xin chia sẻ với các bác thêm một cái điều luật nữa thế này, bởi vì trong đó có cái từ tặng cho ông Võ Hoàng Yên để mà làm từ thiện á, thì các bác hiểu thêm một chút nữa về luật này, là trong điều 470 Bộ luật Dân sự thì trong đó có cái phần cho tặng tài sản. Cho tặng tài sản thì có nhiều hình thức khác nhau, thì chúng ta thử xem là như thế nào. Các hình thức hợp đồng cho tặng tài sản này thì có mấy cái hình thức đó, ví dụ như là tặng tài sản này, hợp đồng tài sản này, tặng bất động sản này, tặng cái kia này. Nhưng cái của chị Hằng á, nó là ở chỗ cái này, đó là tặng cho tài sản có điều kiện đó. Thì trong điều 470 này nó có mấy các khoản như sau, ví dụ như là bên tặng này có thể yêu cầu bên được tặng thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho, điều kiện tặng thì không được trái pháp luật và đạo đức xã hội, đây là một. Hai, trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ, đây là nghĩa vụ nhé, trước khi tặng cho, nếu bên được tặng đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng không giao tài sản thì bên tặng phải hoàn thành, phải thanh toán nghĩa vụ mà bên tặng đã thực hiện đó, mà bên được tặng cho và đã thực hiện đó. Và trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng thì bên được tặng không thực hiện thì bên tặng có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thực hiện. Thì cái khoản của ông Yên này á, là ở trong cái chỗ này, nghĩa rằng là cái số tiền mà CEO Phương Hằng cho ông Võ Hoàng Yên để mà làm từ thiện, mà nếu ông đấy không làm từ thiện thì báo cáo với các bác rằng là có thể là đòi lại tài sản hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đó. Nhưng chúng ta cũng phải làm rõ là có làm hay không làm,
Ví dụ như là tặng 100 tỷ nhưng mà người ta có làm khoảng 2 tỷ, 3 tỷ vân vân. Nếu như trong cái hợp đồng cho tặng tài sản á, nghĩa là cho tặng ông Võ Hồng Yên lại làm một số tiền từ thiện á, và phải hiểu rằng là toàn bộ số tiền trên phải được dùng để làm từ thiện, thì lúc đó là mới có cái để mà xác định rằng là toàn bộ số tiền đấy để mà làm, đúng không ạ? Nhưng mà cái này nó cũng hiểu rất chung chung, và trong cơ quan điều tra thì người ta cũng sẽ có cách hiểu của họ và chúng ta phải tôn trọng. Nhưng cái quan trọng nữa này, trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước và tặng cho, nếu bên được tặng đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng không giao tài sản thì bên tặng phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng đã thực hiện. Thì cái trường hợp này cũng giống như kiểu rằng là trường hợp Trấn Thành ấy các bác, là tuyên bố là tặng cho 50 tỷ nhưng mà để Trấn Thành sao kê, đúng không ạ? Thế nhưng mà Trấn Thành sao kê xong rồi mà lại không được tặng thì nó vi phạm cái khoản 2 này. Đó. Vi phạm khoản 2 này về bên phía của điều 470 thì cái này phải ra tòa cơ chứ không phải là cơ quan điều tra. Và họ thấy cái điều này thì họ có thể là chuyển sang bên dân sự để họ làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh Trấn Thành anh cũng chẳng mất thời gian vào cái việc đó đâu. Bởi vì là nếu mà CEO Phương Hằng có không tặng 50 tỷ ấy, thì CEO Phương Hằng cũng chỉ có cái gọi là đổi ý, thì là chỉ thanh toán cái chi phí mà sao kê, mà anh Trấn Thành anh sao kê thôi. Đó, cho nên là cũng có nhiều cái thú vị lắm. Khi chúng ta đọc luật, chúng ta cũng có hiểu thêm một chút và tra cứu, đúng không ạ? Kiến thức hạn hẹp của tôi chỉ có vậy. Thì các bác nào mà hãy có một cái ý kiến gì khác hơn thì các bác phân tích để mà mọi người cùng tìm hiểu xem là đúng hay là sai, thì câu chuyện nó ở đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.